Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Để tìm hiểu thêm về chương trình sức khỏe Brand New Day, xin gọi ngay 855-804-3305 hoặc TTY-866-321-5955 và website bndhmo.com. Thảo Yên Hoàng Trọng Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả. Câu chuyện về cái người lính Bắc Hàn đào tị sang Nam Hàn như là Hollywood chưa kết thúc ở đây. Đây là những cái hình ảnh đã được công bố vào sáng ngày hôm nay từ phía quân đội Nam Hàn, để cho thấy sau khi cái người lính mà đã vượt qua được biên giới rồi đó, thì là lực lượng của binh sĩ Bắc Hàn tập trung trở lại, và sau khi không làm gì được hết thì họ giải tán. Tin tức mới nhất ghi nhận được ngày hôm nay, phía Nam Hàn cho biết đó là cái anh binh sĩ này tên là O, họ chỉ nói là O thôi, O-H-O, vậy tiếng Đại Hàn ha. Vâng. 24 tuổi, và trong bụng của anh đó, đây là 4 con sán lãi mà bác sĩ đã mổ và lấy ra được. Huy cho coi hình của Huy. ghê quá, cái anh chàng kỹ thuật không cho chiếu hình luôn, anh nói hình này thấy ghê quá. Thưa quý vị, thì 2 con sán lãi dài tới 11 inches, cái con còn lại đó thì chắc cũng khoảng 5-6 inches, thưa quý vị. Và bác sĩ tuyên bố ngày ô bây giờ mới chịu cho thấy. Đây quý vị, ghê quá. Mong rằng lúc mà quý vị, chúng tôi chiếu cái này, quý vị đừng có ăn trưa. Oh man, Thanksgiving mà cho coi cái này không nên. Thế nhưng bác sĩ nói đó là anh này sẽ sống. Đó là tin rất là mừng. Và không những sống nữa, mà hôm nay anh là người rất thích xem phim CSI của Hoa Kỳ. Ở Đại Hàn đó là họ chiếu tất cả những cái loạt phim mà họ mua copyright, họ mua lại, họ dịch sang tiếng Nam Hàn, họ cho người dân Nam Hàn xem. Và trong suốt thời gian qua được mổ đó, hôm nay anh tỉnh rồi. Vâng. Hôm nay bắt đầu tỉnh, bắt đầu nói chuyện được rồi, nhưng mà vẫn trong tiến trình được hồi phục. Thì anh nói là anh quá mê phim, anh coi suốt từ sáng đến tối luôn. Em cũng mê cái series phim này, hay lắm. Wow, đó. Và anh nói là anh, tại sao phim Mỹ nó hay đến như thế, không chịu xem phim Nam Hàn luôn, cứ nhất định yêu cầu bệnh viện là cho anh xem CSI thôi. Phim Nam Hàn tại toàn tình cảm, khóc lóc ỉ ôi không mà. Với lại anh có thể là anh không muốn thấy lại những cái hình ảnh Bắc Hàn, anh trốn rồi, bây giờ anh muốn đến Mỹ. Nhưng mà đó một cái tin vui. Hy vọng anh chàng thanh niên 24 tuổi này, thứ nhất là sống được, và thứ hai đó là không có chuyện gì xảy ra đối với gia đình của anh ở Bắc Hàn. Bởi vì tin tức ngày hôm nay cho biết là Bắc Hàn vừa Kim Jong-un vừa ra lệnh xử 2 nhân vật cao cấp trong bộ chính trị của Bắc Hàn. Tin tức thì họ nói đó là Kim Jong-un muốn kiểm tra quyền lực thêm nữa, nhưng mà cũng có thể là đến từ vụ đào thoát của cái người binh sĩ làm nhục mặt Kim Jong-un, và vì thế ông đã ra lệnh trừng trị 2 nhân vật cao cấp trong bộ chính trị. Và thưa quý khán thính giả, nếu như có một cái dòng xe thay vì là Lexus hoặc là Mercedes nhưng mà lại mang cái tên của Tổng thống Trump, thì không biết quý vị có muốn mua cái xe này để mà chạy hay là không? Trump Automobile. Vâng, thưa quý vị, từ trước đến nay chúng tôi không hề biết là có một cái dòng xe được sản xuất ở Trung Quốc mà mang cái tên khá là lạ, Trump Chi. Thưa quý vị, đây là một cái tên thật. Nghe giống kim chi quá. Vâng, thưa quý vị, đây là sản phẩm của công ty GAC Motor, và đây là một cái công ty đang có tham vọng muốn xuất cảng xe hơi đi vào thị trường của Hoa Kỳ. Nhưng mà công ty này vào sáng ngày hôm nay nói rằng họ chắc đang phải cân nhắc phải đổi tên cho cái dòng xe này, thưa cái quý vị. Quá kỳ, xe hơi mà Trump Chi làm sao? Vì họ gặp phải phản ứng tiêu cực từ khách hàng. Thì theo CEO của công ty này đó, thưa quý vị, thì ổng nói là Trump Chi là được họ chạy ra từ cái tiếng Hoa là Trang Kỳ, mà tiếng Việt chúng ta dịch ra là truyền kỳ đó, thưa quý vị. Nhưng mà tiếng Anh là Junkie.
Cái này không phải em nói thưa quý vị. Dạ vâng, thì họ nói truyền là kỳ. Vâng, truyền kỳ, truyền kỳ, thì tiếng Việt chúng ta là truyền kỳ đó. Thì họ nói là muốn tiến ra thị trường thế giới quốc tế, cho nên là họ trại âm ra thành là Trump Chi từ năm 2010 rồi. Lúc đó là Tổng thống Trump chưa có phải là ứng viên Tổng thống, cũng chưa có nổi tiếng như ngày nay. Tuy nhiên trong những cái cuộc triển lãm xe đó, thì công ty này nhận thấy là khách hàng liên tục chỉ trỏ, cười nhạo vào cái chiếc Trump Chi và đưa hình ảnh lên các mạng xã hội để mà bàn tán. Vâng, thì họ nói là họ đang cân nhắc có nên là đổi tên khác hay không, mà nếu đổi thì đổi như thế nào. Giống như Việt Nam mà có chiếc xe là VC vậy đó. Yeah, Vietcong VC, thì quý vị tưởng tượng xem mà tại sao họ nghĩ họ có thể lấy cái tên ông Trump. Và tin tức cũng cho thấy là người Trung Quốc, chuyến đi của ông Trump sang là nghĩa là họ rất là thích. Họ nghĩ rằng với cái tên Trump đang nổi tiếng là cái tên tuổi của họ nổi lên luôn. Vâng. Nhưng mà Trump thôi chứ đừng có Chi sao lên. Trump mà còn Chi nữa, cái đó là mà đòi bán ở sang Mỹ nữa. Trở lại với cái tin mà thưa quý vị, cũng tin liên quan đến Bắc Hàn ngày hôm nay, nhưng mà đến gần nhà của chúng ta ở San Diego. Đây là ông Gomez, đây là hình ảnh của năm 2010. Đây là cựu Tổng thống Hoa Kỳ Jimmy Carter. Ông là một người luôn luôn tìm cách để hỗ trợ cho những người công dân Mỹ bị kẹt ở Bắc Hàn. Ông Gomez, mặc dù tên họ là Gomez, nhưng mà lại là một người có thể là gốc Cuba hay gốc Phi Châu, phải không ạ? Yeah. Ông được ông Jimmy Carter hỗ trợ và đã cứu ông ra khỏi bàn tay sát máu của Bắc Hàn. Và đây là cái hình ảnh đoàn tụ của ông Ayalon Gomez. Thế nhưng hôm cuối tuần vừa rồi, đến ngày hôm nay thì cảnh sát San Diego mới công bố tin tức cho biết, không biết vì lý do nào, có thể ông đã tự tử bằng cách tự thiêu. Mới đây ông rời cư từ thành phố Boston, tiểu bang Massachusetts, để sang Hoa Kỳ sinh sống. Và ông thích biển ở San Diego và đã chọn đến San Diego để sống. Trong một thời gian qua, không biết vì lý do nào, có thể trầm cảm. Cuộc điều tra đang được tiến hành để tìm hiểu động lực. Thế nhưng hôm cuối tuần vừa rồi, có người chi hô và cảnh sát tới nơi, thì họ chỉ tìm thấy được thi thể của ông bị chết cháy, thưa quý vị. Sau cuộc điều tra, cảnh sát San Diego sáng nay tuyên bố họ không tin đây là một án mạng, bởi vì không có cái dấu vết gì chung quanh là có ai giết ông hết. Và họ tìm thấy có thể là thùng xăng và diêm quẹt. Chính ông đã tự mình đốt lấy mình. Cuộc điều tra đang tìm hiểu làm sao, tại sao ông lại đi đến cái hành động nông nổi sau khi đã thoát chết từ Bắc Hàn. Qua cái sự nỗ lực của chính phủ Hoa Kỳ, giờ đây lại tự tiêu hủy cuộc đời của mình. Có thể là vì thất nghiệp chăng, hoặc là không được tìm việc làm, hay là có nhiều cái điều gì đó bí ẩn sau khi trở về từ Bắc Hàn về lại Hoa Kỳ này. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả và xin hẹn lại với quý vị vào chương trình Thời sự quốc tế cũng như Cà phê sáng vào sáng ngày thứ Sáu. Một lần nữa, Happy Thanksgiving quý vị nhé. Kính chúc quý vị một ngày lễ thật nhiều niềm vui bên gia đình. Hẹn gặp lại vào chương trình ngày thứ Sáu.